Hello, xin chào toàn thể anh em đã trở lại video của Hoài Bãi nhá. Hôm nay thì về được cái lô mánh cưa cho anh em, có rất là nhiều cưa đẹp luôn nhá. Đó, có một con 381 đời 2016 này, mới về. Đẹp xuất sắc luôn. Chưa dọn rửa nhá. Con này là Ryobi này, hàng Ryobi chưa xài luôn. Con này chưa xài luôn. Mới, con này cũng đẹp. Mới keng. Đó, dòng tay cụt, hai con Ryobi tay cụt nhá. Đó, rồi với dòng Makita đẹp này. Đó, xuất sắc luôn. Đó, Echo Grand GT31. Echo Grand 30 này. Đó, dòng nói chung Echo tay cụt, con Hitachi này như mới này. Xe 35. Giống một cái thùng. Đó. Cưa cụt nha anh em. Rồi mới sang cái dòng cưa dài này. Cưa tay dài anh em, single này, đẹp. Mấy cái này giá cũng rất là rẻ nha anh em, tầm khoảng triệu mấy, 2 triệu con này. Đó, Makita này. Makita này nó dán gì đây. Đó, tay cầm không bể vỡ gì. Con này có giật trợ lực luôn nhá. Hitachi này. Đó, Taraka single. Hai mấy con cưa tay dài. Mấy con này thì em dọn sẵn cho anh em là giá là 2 triệu một con nhé. Đó, dọn sẵn luôn giá 2 triệu một con. Đó, đang gắn làm sên vô nhé. Đó, giá thì 2 triệu một con. Đó, anh em ưng ý cây nào thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0539 nhé. Nhớ đăng ký kênh và thông báo để nhận video mới nhất của Hoài Bãi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.